Mà chúng ta sẽ học một chút nữa thôi về về thuật toán với số. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang làm các cái bài thuật toán liên quan đến dãy số nhé. Số khác và dãy số khác. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một vài cái bài tập nhỏ nhỏ nữa liên quan đến số mà lần trước thầy chưa kịp nói. Đó là cái bài này nhé. Tức là chúng ta trong rất nhiều các bài tập ấy, các bài tập, những cái bài mà vừa học vừa chơi đấy, hay là vừa học ấy, thì yêu cầu là giáo viên hay là người 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 trong chương trình ấy là phải ra những cái đề toán cho người sử dụng làm bài. Ít ra là những cái bài mô tả các cái phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia chẳng hạn. Đấy thì chúng ta chú ý mà khi mà yêu cầu chương trình là sinh sinh ra một cái số liệu ngẫu nhiên trong một cái phép toán nào đó, thì chúng ta phải chú ý là rất dễ làm sai. Thì lấy ví dụ nhé, ví dụ đầu bài nó cho là như này, đầu bài nó cho là em hãy tạo ra ngẫu nhiên năm cái đề, năm cái câu câu hoặc câu kiểm tra là cái phép mà phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 đó. Thì mình sẽ phải tạo ra cái sinh ra cái phép toán gồm có hai số là a và b, thì hoặc là a cộng b hoặc là a trừ b. Nhưng mà yêu cầu là sinh ra như vậy nhưng phải trong phạm vi 20, tức là gì? Tức là cả A và B đều phải lớn hơn 1, nhỏ hơn 20, lớn bằng 1, nhỏ hơn 20. Nhưng mà tổng A cộng B hoặc là A trừ B đều phải cũng phải nhỏ hơn 20, không được vượt quá 20. Thì đây là cái bài tập mà cho học sinh lớp 1, lớp 2 làm, mà tiểu học làm, mà thì khi chúng ta học đến cái số là đến cái phạm vi là 20 chẳng hạn thì không được phép, không được phép làm tạo ra những số một vượt có 20. Lấy ví dụ như vậy thôi, thì chúng ta phải chú ý nhé, lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ thôi. Tức là bây giờ chúng ta sẽ sinh ra một cái đề, các cái đề kiểm tra gọi là ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên công nghệ này, và nó cho người dùng chúng ta là tạo ra cái đề kiểm tra ngẫu nhiên không, ví dụ như là phép cộng không vượt có 20, thì chúng ta làm như nào? Cho làm thử nhé, vì thầy làm một bài mẫu thôi. Thì chúng ta chú ý là rất cẩn thận khi mà làm những bài tập như thế. Vì từ trước này thầy để ý rồi là rất rất nhiều các cái bài tập các bạn làm như vậy tưởng là dễ. Nhưng mà khi làm mà các bạn lại bị sai. Và nhiều khi chúng ta khi mà vào sâu bên trong ấy, thì các cái đề như vậy thì người chấm họ chấm rất cẩn thận từng liên tí một, nhưng mà sai là phải chỉ điểm ngay. Ví dụ như thầy thầy làm thử nhé. Như chúng ta sẽ làm mèo sẽ ra một cái đề là, lấy ví dụ bài 1 nhé, là ra cái đề là ra 5 cái đề kiểm tra, 5 câu hỏi kiểm tra, các câu hỏi đều là phép cộng trong phạm vi 20, cộng hai số trong phạm vi 20 đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các cái biến nhớ để là để phần mềm sẽ sinh ra tự động những cái phép mà tính đó. Như ta tạo ra hai cái phép cộng là cộng hai số tên là a và b nhé, a và b. Và chúng ta tạo ra biến nhớ có tên là KQ để lưu kết quả đó. Như vậy là con mèo sẽ sinh ra cái bài tập là em hãy làm phép cộng a cộng b, và người dùng sẽ phải nhập đáp án vào cái đáp án đó. Chúng ta sẽ lưu vào trong cái biến nhớ là biến nhớ KQ. Như vậy a b là hai số mà phần mềm phải sinh ra một cách là ngẫu nhiên nhưng mà là phải trong phạm vi 20 thôi. Chúng ta chú ý nhé, chúng làm thử cho các bạn, tơ làm thử cho các bạn xem nhé, để chúng ta thấy rằng là rất là dễ bị sai. Đây làm cái bài rất đơn giản thôi, bài này rất đơn giản nhưng mà nó có cái phép là sinh ngẫu nhiên những con số để thỏa mãn cái bài tập của đầu yêu cầu của đề bài nhé. Chúng bạn bây giờ mới vào. Đây nhé. Thì bây giờ như sau, mèo sẽ ra cái bài tập là như thế này. Là đây, ví dụ mèo sẽ ra mà yêu cầu làm ngay đề bài nhé, là bạn hãy hãy làm năm bài sau đây, năm bài tập sau, được chưa? Đó, ví dụ nhé. Và sau đó thì mèo sẽ sinh ra ngẫu nhiên năm cái bài đó. Chúng ta sẽ cho vòng lặp là 5 lần, 5 lần đó. Thì mỗi lần như vậy mèo sẽ tự động sinh, như cho làm thử nhé. Như vậy là phép cộng a cộng b,
thì A là không được quá 20, B không được quá 20, nhưng mà tổng của chúng không được phép quá 20 thì làm thế nào? Để chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sinh sinh ra cái A trước này. A sẽ là một số lấy phép cộng cho chúng thầy yêu cầu là phép cộng AB đều phải là một số lớn không phải từ 1 trở đi. Như vậy A cho phép chạy từ 1 lớn hơn đến bao nhiêu? Không được phép A đến 20 được cả, vì A đến 20 thì B sẽ bằng không mất, vì tổng của A cộng B phải nhỏ hơn 20 mà vào 20. Suy ra là A chỉ phép chạy từ 1 đến 19 thôi. Đấy, và chú ý là nhé, chúng ta rất là dễ dễ bị sai. Cho nên là A sẽ là như này, A sẽ là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 19 thôi. Đó, 19 thôi. Vì với điều kiện là tổng AB là phải nhỏ nó bằng 20. Đó. Thì chúng ta ra tìm B nhé. B này. B sẽ sinh ra là một số là cũng là một cái số ngẫu nhiên, một số ngẫu nhiên cũng từ 1. Nhưng mà không phải là đến đây, cái đấy này là sai. Vì để như này thì là nếu A bằng 10, B bằng 11 cộng lại sẽ lớn hơn 20 là sai. Thì B A là từ 1 đến 19 và B là từ 1 đến bao nhiêu? Từ 1 đến là 20 trừ A. Đó, để bảo đảm rằng là gì? Là A cộng B sẽ nhỏ được bằng 20. Thì chúng ta phải làm như này. Đấy, phải nhỏ hơn là như này. Là B sẽ chạy từ từ 1 đến 20. Tôi bảo chúng ta là phép cộng trong phạm vi 20. Cho nên là ta để như này nhé. A chạy từ 1 đến 19. B chạy từ 1 đến 20 chữ A. Như vậy là A cộng B sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 20. Và bây giờ chúng ta sẽ tính, cho ra sẽ tính kết quả. Q đây. Q chính là phép tổng tổng hai số AB. Nó sẽ là như thế này. Và đây là phần mềm sẽ sinh ra một cái đề kiểm tra, một cái đề kiểm tra nhé. Một cái mà có 5 câu hỏi. Câu hỏi một là tự động sinh như này, đây là tự động sinh nhé đó. Và sau đó là mèo sẽ hỏi học sinh, mèo sẽ ra câu hỏi ở đây, mèo sẽ ra cái câu hỏi như thế này. Đấy. Mèo sẽ hỏi là em hãy tính, bạn hãy tính tổng sau đây. Này, từ từ gộp lại nhé. Hãy tính tổng A cộng B, ta phải gộp lại cho nó chính xác nhé. Hãy tính tổng A cộng B. Đấy. Hãy tính. Tính. Thôi, thì lại hiểu được rồi. Ở đây sẽ là A. Được chưa? A này. Sau đây là cách ra một cái cho nó hiểu được. Cộng này. Cách ra một cái cho nó dễ dễ nhé. B. Tổng A cộng B. Vậy là mèo sẽ hỏi đây A, B. Và học sinh sau sinh sẽ trả lời. Trả lời thì thông qua cái answer, và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ thêm cho nó vui thôi. Biến nhớ là để lưu cái số của học sinh nhập vào. Chúng ta tạo ra biến nhớ là tên là input chẳng hạn, dành cho học sinh nhập vào input nhé. Và sau đó chúng ta sẽ gán như sau. Chúng ta sẽ gán là input bằng gì, bằng answer đây đó. Nhưng mà chỗ này là chỗ là con mèo hỏi người dùng sẽ trả lời đó. Sau đó mèo sẽ phải kiểm tra xem nếu input mà bằng KQ thì là đúng, còn không bằng KQ thì là sai. Chúng ta sẽ làm cái lệnh như này, rất đơn giản thôi. Ở đây nếu đúng không, nếu đây được bằng, nếu như mà người dùng nhập vào là input đấy mà bằng với kết quả mà chúng ta vừa mới tính ở phần trên thì thông báo là đúng, còn nó không thông báo là sai. Thông báo đây nhé, thông báo là đúng rồi. Nếu không thì thông báo là sai rồi. Và tất nhiên là chuyển sang bài bài tiếp theo. Bây giờ chúng ta chạy thử cái bài này nhé, một cái bài rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta chạy thử nhé. Ủa thầy, vậy thay vì vậy em làm cả cộng lẫn trừ luôn được không thầy? Cũng được, đây là chúng ta làm cẩn thận để các bạn xem cái phép là đây là cái nôm na, cái chỗ này chỉ là thuật toán để sinh ra một cái phép cộng ngẫu nhiên a cộng b trong phạm vi 20, cần phải chú ý.
Thế giờ xin thử nhé. Thế này, năm bài tập sau đây nhé, 10 câu 6 này. Đó, các bạn thấy không? Ta biết là ấn bản là 15 nhưng bản là bóc sai rồi. Nhưng mà 10 câu 6 là không vượt quá 20. Thấy con nào? 5 câu 10, 15. Đúng rồi, đúng không? 10 câu 7. 10 câu 7, 17. 2 cộng 6. Như vậy là khi chúng ta làm cái này này thì bảo đảm rằng là nó không bao giờ bị sai cả, nó không bao giờ bị sai. Bạn có thấy không nào? Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy đây là một bài tập mà đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng vì rất nhiều bạn là đọc thoáng qua đề bài cứ tưởng là dễ dàng lắm, tưởng là đơn giản nhưng mà khi làm mà thực tế là nó bị sai như vậy đấy. Nếu là chúng ta mà làm khác đi là bị sai. Đấy, như các bạn chú ý nhé. Bây giờ thầy copy ra riêng thầy để cho các bạn xem một chút cái chỗ này thôi nhé. Đây này. Bây giờ để cái dưới để thầy cho các bạn xem nhé. Như vậy đây là cái đoạn chương trình đông đa là thuật toán để sinh ra cái phép cộng trong phạm vi 20. Biện pháp trừ thì làm như thế nào? Phép trừ thì làm như thế nào? Phép trừ làm như này nhé. Phép trừ thì làm ở bên cạnh, tức là A trừ B. Đồ bài của nó là A trừ B. Thì sao nhỉ? Đây là phép cộng nhé. Phép cộng thì thầy sẽ copy sang đây, thầy đông mai bây giờ thầy làm thử nhé. Bây giờ thầy được thực tạo làm cái thủ tục. Ở đây thủ tục của đây là sinh phép cộng. Được chưa? Sinh phép cộng. Và chúng ta đưa cái này vào đây. Chia cái này này. Đó. Thì cái bài chỗ này chính là cái sinh phép cộng, chúng ta có thể thay cái này vào đây. Sinh phép cộng của chỗ này. Đấy. Chúng ta có thể bỏ cái này ra, chúng ta vứt cái này ra ngoài. Được chưa? Đó, sinh phép cộng nhé. Đấy, nhưng mà đây là sinh phép cộng. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với sinh với là phép trừ. Sinh phép trừ thì như thế nào? Sinh phép trừ trong phạm vi 20. Nhé. Thế đây. Thì đối với sinh phép trừ ấy, thì kết quả sẽ là A trừ B chứ không phải A cộng B nữa. Thế bỏ cái này ra ngoài mà ta thay cái này bằng phép trừ là A trừ B. A trừ B. Yeah. Ở đây là A. A trừ B. A trừ B là sao nhỉ? Thì A là bảo đảm rằng là A trừ B thì nếu A nhỏ hơn 20 thì A trừ B vẫn nhỏ 20 cho nên chúng ta có thể sửa lại như sau. Là A sẽ là lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 20. 20. Còn B thì bằng bao nhiêu nhỉ? B phải nhỏ hơn A. Cho nên là ở đây B sẽ phải lấy ngẫu nhiên từ 1 đến A. Từ 1 đến A. Đó. Thì đây chính là cái phép mà cái thuật toán để sinh cái phép trừ cho phạm vi 20 A trừ B. Thấy không nào? Ở đây là phép cộng nhé. Đây là phép trừ các bạn nhớ chưa nào? Đấy, khi là thì nếu chúng ta áp dụng đây ta có thể sinh ra đây hoặc tự động ngẫu nhiên sinh ra là hoặc là cộng hoặc là trừ. Thì các bạn ở nhà làm sau nhé. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ làm tiếp các bạn làm cái bài tập như này. Bây giờ đồ bài của chúng ta không phải là A cộng B mà yêu cầu đồ bài của chúng ta là gì, là A cộng B cộng C, ba số cơ. Bây giờ làm cái bài nữa nhé, là A cộng B cộng C trong phạm vi 20 thì làm thế nào? Đó, thì chúng ta chú ý nhé, nếu mà A cộng B cộng C mà yêu cầu là A cộng B cộng C đều là phải số lớn 1 ấy, lớn 1 thì khi đó chúng ta sẽ khó hơn. Bây giờ thầy sẽ làm một thủ tục nữa là sinh là phép cộng ba số, bây giờ là ba số chứ không phải là hai. Thì chúng ta chú ý là nó sẽ phức tạp hơn nhé. Đây thầy để nhé, đây phép cộng ba số thì nhưng mà chúng ta sẽ phải có là ba số là ABC đi, ABC. Và kết quả này vẫn là cái biến để lưu lại cái là chỉ là phép là cộng A cộng B cộng C. Rồi thế bây giờ với ba số thì việc sinh ra như thế nào nhỉ?
Đấy, chúng ta chú ý nhé. A như của chúng ta là A, B, C đều phải lớn lớn hơn bằng 1. Cho nên là A sẽ lấy ở đâu? A sẽ lấy như thế nào? A sẽ lấy một số mẫu nhiên từ 1 đến bao nhiêu nhỉ? 20 là không đúng, vì nếu thế mà B là một số lớn nó sẽ vượt lên. 19 cũng không đúng. Vì nếu mà là A bằng 19, B bằng 1, C bằng 1 thì nó cũng vượt quá. Như vậy suy ra là A phải chạy từ 1 đến 18 thôi. Thì cho ít ra là B và C bằng 1 thì nó hợp lý. Như vậy là A sẽ chạy từ 1 đến 18. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này khó nhé. Tiếp theo là B. B sẽ chạy từ đâu? B sẽ chạy từ từ 1 đến bao nhiêu nhỉ? Nếu mà từ 1 đến là từ 1 đến 20 chữ A thì cũng không được. Nếu mà từ 1 đến 20 chữ A thì suy ra là nếu ta sinh B nó bằng 20 chữ A thì A cộng B là 20 rồi. Thì nếu cộng C nó vào nó sẽ vượt quá. Nó sẽ vượt quá. Cho nên chỗ này là phải sửa lại chỗ này. Ta phải sửa lại chỗ này nhé. Như vậy với trường hợp mà A cộng B cộng C phải nhỏ nó bằng 20 thì A sẽ chạy từ 1 đến 19, 18. Còn B sẽ chạy từ 1 đến bao nhiêu? Từ 1 đến con số là 19 chữ A. Đấy, các bạn thấy nó vì sao cho tổng của hai số AB nó không được vượt quá 19 để mà còn chỗ cho C nữa. Đó, đây sẽ là A. Đấy, cái này mình đúng này. Đấy. Và bây giờ đến lượt C. C bây giờ sinh tự động như sau. Sẽ sinh tự động là như sau, là một số ngẫu nhiên chạy từ 1 tới đâu nhỉ? Là gì nhỉ? Từ 1 đến thì là A cộng B cộng C phải nói là bằng 20. Vậy sẽ ra là C nói là bằng là 20 trừ A trừ B. Cho nên cái chỗ này này, nó vì là A cộng B cộng C phải nhỏ nó bằng 20. Vậy suy ra là C nhỏ nó bằng là 20 trừ A trừ B. Đó, cái chỗ này này nó phải là nó phải làm cái phép trừ như thế này. Tức là 20 trừ A sau đó lại trừ đi B nữa. Đấy, thì nó mới đúng. Nó là như thế này này. 20 nhé. Đây, 20 trừ A và trừ B. Chỗ này sẽ là 20. Chỗ này này, đấy, chỗ này nhé. 20 này, sau đó là trừ đi A. Sau tất cả ở trước nhé, tất cả trừ đi B. Thì bây giờ nó mới đúng này. Bây giờ nó mới đúng này. Thì bây giờ nó mới đúng là ở đây sẽ sinh ra cái phép cộng 3 số trong phạm vi 20. Nhớ lại nhé. Và bây giờ thầy chúng này thì ra một cái bài ở đây là ra cái kết quả. Ở đây nó chính là tổng của 3 số. Cộng này là 3 số luôn. A này, B này, và ở đây là C. Thấy không nào? Đó. Như vậy chỗ này nhá. Thì đây chính là cái thuật toán để sinh ra cái phép cộng 3 số mà trong phạm vi 20. Thì nếu điều bài yêu cầu là trong phạm vi 20. Bây giờ sửa đồ bài nó cho là cộng 3 số trong phạm vi 100 thì làm thế nào? Thì chúng ta sửa như sao? Thì chúng ta sửa gì? Chúng ta ở trên A đâu, A trên này, đúng A trên này. Nếu mà cộng trong phạm vi 100 mà chúng ta sửa như sau, chúng ta sửa chỗ này là A từ 1 đến chỗ này là 98. B từ 1 đến 99 trừ A. Còn C là bằng 1 chứ là 100 trừ A trừ B. Đó, thì nó ra là cộng số trong phạm vi 100. Được chưa? Đó, chúng ta chú ý cái này nhé. Như vậy ở đây là phép cộng hai số trong phạm vi 20. Đây là phép trừ hai số A trừ B trong phạm vi 20. Đây là phép cộng 3 số trong phạm vi 20. Bây giờ làm thêm một phép tính nữa để cho các bạn xem nhé. Để nếu mà có các bài tập như vậy thì các bạn chú ý nhé. Bây giờ thì làm cái bài là sinh phép phép mà phép cái phép mà là A cộng B trừ C. Đấy. Là thế cơ, chứ không phải là A cộng B, là bây giờ nó sẽ là phép cộng trừ A, ví dụ này cho nó dễ nhé, cho nó nhớ trừ này A này cộng B này, A cộng B trừ C thì làm thế nào trong phạm vi 20.
Chúng ta làm thử nhé. Cái này khó này. Thì ở đây là như sau này. Ở đây là A cộng B trừ C. Đó. Thì ở đây ta hiểu là hiểu tức là A cộng B trước. Xóa trừ đi C. Trừ đi C. Như vậy là cái A cộng B này là được phép là từ 1 đến 20. Đến 20. Còn C là một số bất kỳ. C là một số là nhỏ hơn A cộng B. Suy ra đây là A cộng B là cái phép cộng ở đây này. Nó giống như phép cộng ở đây. Chúng ta có thể copy cái này lên. Như vậy chỗ này ta A cộng B trừ C thì A cộng B trừ C thì các bạn chú ý nhé là A cộng B trừ đi C thì điều kiện là gì? Điều kiện là C là phải nhỏ hơn bằng AB để phép trừ nó có nghĩa. Còn A cộng B được phép là bất kỳ trong phạm vi 20. Thì chúng ta copy cái phép cộng này lên thôi nhé. Biến là C. Chúng ta tính C thì như sau. C là như thế này. C sẽ là gì? Sẽ là một cái sinh ra nó là một số ngẫu nhiên từ mấy? Từ 1 đến gì? Đến A cộng B. Đấy. Các bạn muốn là A cộng B trừ 1 thì tốt nhất thì nó bảo đảm rằng là C nó không bằng 0, mà cho phép C bằng 0 thì đây nó sẽ là chỗ này là chính A cộng B. Nó chính là A cộng B. Đó. Được chính là cái này. Chúng ta cái bỏ. Nó chính là cái này. A cộng B. Được chưa? Và bây giờ ở đây kết quả sẽ là A cộng B trừ C. A cộng B đây. Và phải trừ đây. Trừ đây. Đấy. A cộng B trừ C đây nhé. Và chúng ta sẽ lấy ra này là A này. Được A. Đây là trừ. A cộng này nhé. B nhé. Tất cả trừ đi C. Tất cả trừ C. A cộng B này. Tất cả trừ đi C. Đó. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán hay là cái lời giải cho cái bài toán là sinh cái phép là A cộng B trừ C. A cộng B trừ C. Trong phạm vi 20. Còn chúng ta có thể làm tổng quát lên trong phạm vi 100, trong phạm vi 200 thì là nếu đưa bài ra chúng ta làm thay thế tương thôi. Còn đây là phép trong phạm vi 20. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ thầy làm nốt một cái cùng nữa nhé. Một lần nữa cho nó đủ hết tất cả các dạng toán. Đây là A cộng B trừ C. Bây giờ có bài tập như này. Sinh ra cái phép là cộng trừ chứ mà là A trừ B trừ C. Thì làm thế nào? Chúng ta cùng nhau làm luôn nhé. Để cùng công làm thể luôn nhé. Là phép cộng phép thành vi luôn viết là A trừ B trừ C cho nó dễ hiểu nhé. Đó cũng như vậy trong phạm vi 20, trong phạm vi 20 thì làm thế nào? Đấy, đây tức là gì? Đây ta hiểu là A trừ B trước đó là trừ đi C, thấy không nào? Đó thì chúng ta chú ý nhất thì cái ở đây nó đóng vai trò giống như phép trừ ở đây này. Các bạn chú ý đến chúng ta có phép trừ ở đây, phép trừ thì ở đây là cái C này đóng vai trò như C ở đây, như là B ở đây, còn A trừ B đóng vai trò như là cái A ở đây. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đó thì chúng ta chú ý ở đây này, như vậy là cái A trừ B này là một số là không được phép quá 20. Như vậy là cái C có thể tính trước là C sẽ chạy từ 1 cho đến là A trừ B. Đấy, còn A trừ B là như vậy, đây chính là gì? Suy ra là gì? A sẽ chạy bất kỳ từ 1 cho đến 20. Còn B sẽ là một số bất kỳ từ 1. Thầy cho đến em con cộng trừ A cộng B trừ C thầy. Đây A đây là A cộng B trừ C đây. Dạ đây. Các bạn suy nghĩ ra các bạn thấy hiểu ngay thôi mà. Đây là phép trừ bình thường nhé. Ở dưới này là phép cộng bình thường cộng hai số. Còn ở đây là phép cộng ba số. Còn đây là A cộng B cộng C. Còn đây là A cộng B trừ C. Còn đây là A cộng B trừ C. A trừ B trừ C. Thì chúng ta làm như sau này. A sẽ là cái số bất kỳ từ 1 cho đến. A là nhất mà. Được phép mà. A là đến 20. Như vậy A sẽ là một số bất kỳ từ 1 đến 20. Vì mỗi số như vậy là không được phép là quá 20. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó
là b à, là a trừ b, nhưng mà a trừ b mà a trừ b thì không được phép là bằng không, suy ra là b là phải như sau. Đây. Nếu a bằng một thì b phải bằng không. Và đây thầy hiểu như vậy, là như vậy là a ở đây a phải chạy từ hai trở đi, thì về về nếu a bằng một b bằng một thì nó a trừ b bằng không mất, như vậy trừ c không được, cho nên đây nó sẽ phải là gì, đây nó phải là a là 2/20, sau đó là b b b sẽ chạy từ một. Ủa thầy, vậy thì nếu như mà a là chạy từ 2 đến 20, vậy chẳng may a là 20, vậy thì b và c là không hết rồi thầy? Không, b bất kỳ, b có thể là 5 rồi c là 2, là thoải mái mà, đúng không nào? B ở đây, b ở a, đây, b a em nhầm sang, xin lỗi thầy em nhầm sang phép cộng. Ở đây là a trừ b trừ c, ở đây b nó sẽ là chạy đến là 20 trừ đi a, 20 trừ a, 20 trừ a. Đây, 20 chữ A. Nhé. Thì với 20 chữ A này thì là từ cái A chữ B, nó A chữ B không sữa, không phải sữa, không phải 20 chữ A. Maximum sữa, không phải AB, không phải là B phải nhỏ hơn bằng A đúng không? B không thể bằng A được, đây nó sữa, nhầm. Chỗ này không phải 20 chữ A mà là A chữ 1. A chữ 1. Tức là A chữ B nó phải là maximum, nó là một, nó là một, thì nếu mà b là đúng không, tức là a nếu a b bằng trừ một thì là a trừ b bằng một. Đấy, cuối cùng là c, c là như này, c sẽ chạy từ cho được không này, c cho phép là không, còn được không cho không thì là khác nhé, cho phép là chạy từ không cho đến gì, không cho đến là a trừ b. Đây, chuẩn bị cho phép là không, cho nên là ta để này. Còn không cho phép không thì chuyện khác nhé, a chuẩn bị. Đây. Đấy, chúng ta ở đây hơi khó một chút nhé. Nhắc lại này, a chỉ từ 2 đến 20 này, b là từ 1 đến a chữ 1. Bởi vì sao? Bởi vì bảo đảm rằng là a chữ b nó phải lớn hơn bằng 1 thì nó có trừ c, nó có ý nghĩa, chứ không thì a mà chữ b bằng 0 thì c bằng 0 thì vô nghĩa. Chúng ta để cái này hợp lý đấy nhé. Còn bài này nếu chúng ta muốn là c cũng phải khác không thì lấy khác đấy, nếu mà c và phải lớn được bằng không, phải lớn không nhé, nếu mà là sửa c mà là từ một nhé, c mà là từ một thì lại khác, c từ một thì ở đây cũng không thể là a trừ b được, mà là phải là a trừ b trừ một đấy nhé, phải là a trừ b trừ một thì nó bảo đảm là nó phép, nó mới có nghĩa đây. A chữ B tất cả chữ đấy. Thì nếu như vậy nhé, thì thì chỗ này là phải là gì? Phải lấy đây nó phải là A chữ đi B chữ A là bằng 1, B chữ A là phải là 2, là 2 thì chỗ này nó sẽ là đúng rồi là 2, đây nó phải là từ 3 trở đi. Đấy. Nhé. A từ 3 đến 20, B từ 1 đến A trừ 2 và C từ 1 đến A trừ B trừ 1. Đây là cái phương án mà yêu cầu là cả A, cả B, cả C đều phải lớn hơn bằng 1. Đều phải lớn hơn không thì như này. Còn nếu mà C được phép bằng 0 thì nó lại khác. Để tùy được bài nhé. Đây các bạn thấy như vậy là một cái bài tập nhỏ thôi, là sinh ra một cái phép mà đây chỉ là nhất, chỉ là phép chứ không nhân không chuyện cả nhé. Đây chỉ là cộng trừ thôi nhé, không có phép nhân phép chia đã thấy rất phức tạp rồi. Nếu mà cả nhân cả chia nữa là rất phức tạp. Các bạn chú ý những cái bài tập như này, chúng ta chú ý nhé. Các bạn nào cũng bật âm thanh nhỉ? Tôi đã... Rồi, chúng ta lưu bài lại nhé. Đây các bạn, đây là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay, chúng ta lưu lại cái bài tập này. À, khó quá cười thật. Chắc thế. Hôm nay là B mấy nhỉ? Hôm nay là B. Em đang chọc hồi kia được không đợi? Giải toán tiếp nhé.
về cái bài đầu tiên của buổi hôm nay là như thế nhé. Thế thì kéo khá cứng như sáng nghe không thầy? Thế thì hơi khó mua vào nên thôi em chết đâu rồi. Đâu chứ chắc bằng phần nào. Đây nhé. Đây là phép trừ. Để cho bạn xem cả ba cái nhé. Đây là phép cộng 3 số này. Đây là phép cộng trừ này. Đây là phép cộng, còn đây là cái phép đơn giản là phép cộng 0 là phép trừ 0 đấy nhé. Phép cộng 0 thì ở đây nhé, đây phép cộng 3 số đây. Đấy. Để chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý khi mà làm một tập như này chúng ta phải đây là đây của đây cái ví dụ của thầy đây là chỉ là phép cộng trừ trong phạm vi 20. Nhưng nếu mà nó cho các bài tập là em hãy sinh ra cái phép như này nhưng cộng trừ trong phạm vi 100 thì các con phải sửa đi một chút, sửa đi các con số này. Con số như này là các sửa đi một chút nó sẽ ra, sửa số như này này. Đấy. Thay cho 20 bằng 100, thay 19 bằng 99, thay 18 bằng 98 được. Đấy. Được chưa? Chúng ta lưu lại cái bài này. Được rồi đúng không? Thế thôi nhé, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thực ra là về cái gọi là cái bài tập liên quan đến giải toán số còn nhiều lắm ấy. Thế được khi chúng ta nếu có điều kiện chúng ta sẽ quay lại sau vì chúng ta cần phải đi tiếp, không thì nó không còn thời gian nữa. Bây giờ chúng ta bây giờ thầy chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm học sang cái ví dụ mới là giải toán trên một cái dãy số. Thì trên dãy số thì có rất nhiều bài toán khác nhau nhưng mà chúng ta cùng nhau giải cái bài tập từ đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ new bài mới và chúng ta sẽ lên đề nghị thầy cho bạn hát bạn đừng có bật cái lên được để cho bạn Minh Trí theo hỏi. Mấy bạn mở cái gì? Rồi. Thôi nhá, bây giờ chúng ta sẽ làm sao một số cái bài giải cái bài toán mà hay có đối với dãy số cũng rất là hay, cũng rất là nhiều đấy. Thế bây giờ thầy hỏi nhá, bây giờ chúng ta thì cái bài đầu tiên là cái bài mà cho một dãy số cho trước. Bây giờ hãy tìm cái số là max và số min. Số lớn nhất, nhỏ nhất các bạn có làm được không? Bài nó dễ hay khó nào? Dễ ạ. Cái bài mà tìm số lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số thì bài dễ đúng không nào? Bài nó rất là dễ, tôi không thầy không nói lại nhất cái bài nó coi như chúng ta biết rồi. Chúng ta cùng nhau làm sang những cái bài khó hơn một chút. Khó hơn một chút nhá. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài nó khó hơn một chút nhé. Đây, thì bây giờ thầy cùng chúng ta cùng nhau làm cái bài tập này này. Cái bài tập đầu tiên mà thầy muốn cho các bạn cùng làm là như này. Bây giờ cho trước một cái dãy số, chúng ta sẽ sắp xếp lại sao cho nó thì thành một cái dãy để đơn được tăng. Được chưa? Tức là sắp xếp dãy số theo đơn được tăng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy là như thế này là A. Được chưa? Dãy A bất kỳ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử một thuật toán để mà sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Thì cái bài tập này là bài tập mà sẽ có rất nhiều trong những cái bài tập mà liên quan đến dãy số. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm. Đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập để chúng ta cho thủ tục là để chúng ta sinh ngẫu nhiên dãy đó ra trên màn hình đã.
sau đó chúng ta sẽ xử lý sau sinh dễ sinh dễ có n phần tử nhé. Thế để là cho khỏi nhập bằng tay, chúng ta nhập bằng sinh dễ cho nó dễ nhé. Đấy thì đây là cái bài tập mà sinh ra một cái dãy n phần tử, chúng ta cho n ít thôi, còn n khoảng là 20 hay là 30 phần tử thôi, phần tử của nó là độ khoảng là nằm trong phạm vi 100 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì làm nhanh nhé. Thì đây là cái toán này là để phụ thôi, để giúp cho để chúng ta sẽ cho đầu vào đồng ngày sinh ra ngay một dãy số khoảng như là 30 phần tử chẳng hạn nhé, và cho con mèo nó ấy luôn, thông báo luôn trên màn hình là đây, thông báo là dãy A của chúng ta đây. Nhầm A dãy này, chữ A là một cái list nhé, A là một cái list ở dưới này đó nhé, thông báo là dãy đây. Đây thì đây cho dễ luôn nhé, dãy số ban đầu là, và cho cái A này vào, cho nó hiện ra trong cho chúng ta quan sát trong vòng là 5 giây nhé. Đây đó, vậy là sinh dãy hai ba phần tử trong phạm vi 100 nhé. Đây, chúng ta làm thử nhé. Thì bài tập này rất đơn giản, cái phần này rất đơn giản. Sau đó mới sắp xếp sau. Rồi chúng ta cùng nhau làm nào. Ở đây nhé, ở đây chúng ta làm như này. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lặp là n lần. À, trước khi mà lặp thì chúng ta phải xóa dãy gốc ban đầu đi đã. Chúng ta dùng lệnh gì? Dùng lệnh delete all of A thì A này. Đây là cái lệnh là xóa. Trước khi mà chúng ta mà sinh ra dãy mới, chúng ta phải xóa dãy cũ đi. Và lọc N lần. Một lần như vậy chúng ta bổ sung một phần tử ngẫu nhiên. Một phần tử ngẫu nhiên trong vi 100 chẳng hạn. Đây. Trong phạm vi từ 10 đến từ 1 đến 100. Nha. Đến 100 và đưa vào. Nhưng mà đây chỉ cái lệnh đơn giản thôi, lặp n lần, mỗi lần là bổ sung một số 1 đến 100 vào A nhé. Đấy, bây giờ kiểm tra như nào nhé, kiểm tra chạy luôn chương trình này, thôi nó ra này, đấy, không to này, đây này, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên đấy nhé, từ 1 đến 100 thì thử lại lần nữa nhé, này, lần nữa, tất cả các số này đều là ngẫu nhiên hết. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cái chương trình. Thì trước mắt thầy cho các bạn một cái chương trình đơn giản nhất nhá. Nó chưa cần là đẹp, nhưng mà ai cũng dễ nhớ và dễ hiểu là như thế này thôi. Đây, thầy sẽ tạo ra một cái thủ tục các bạn nhớ từ này nhé. Nó gọi là sắp xếp đi. Chúng ta làm một lần thôi và chúng ta nhớ. Đấy. Thế đây là sắp xếp dãy A này. Được chưa? Thế thì để mà sắp xếp thì chúng ta làm như sau. Chúng ta cần một cái thủ tục con nữa là để mà hoán thị hai phần tử của A. Thì thầy sẽ tạo ra bất cứ một cái thủ tục nào, một cái chương trình nào mà cần sắp xếp một dãy số ấy, thì bao giờ cũng cần cái thủ tục con để hoán thị hai phần tử thứ Y và thứ G của một dãy A nào đó. Chúng ta tạo ra một cái thủ tục con có tên là hoán thị, hay là ta dùng từ từ Anh là thủ tục hoán thị đi. Từ hoán vị này nó lẫn sang chỗ khác, chúng ta dùng cái từ là tiếng Anh là swap là đổi chỗ hai phần tử đổi chỗ, chúng ta là phần tử G và phần tử K. Thì dùng Y G, nhưng mà cái chữ Y nó ngắn quá nhìn nó mờ hết cả mắt, nhưng mà thầy dùng G K cho nó dễ nhìn nhé. Thì cái thủ tục này là cái thủ tục mà là cái thủ tục để đổi vị trí giữa G và K của dãy A. Thì khi làm việc với cần sắp xếp dãy số, bao giờ chúng ta cần cái này, cái swap này là cái rất cần này nhé. Cái làm như sau là chúng ta phải tạo ra một cái biến con, biến nhớ con là biến nhớ trung gian, thì đặt tên là
TG, trung gian nhé, trung gian, và dùng để lưu trữ trung gian trước khi chúng ta đổi. Đây thì làm như sau nhé, chúng ta nhớ nhé. Thì đầu tiên này, đầu tiên là thầy gán cái phần tử thứ y, thứ g, phần tử g của a, thầy gán vào cái trung gian là trung gian. Sau đó cái g, phần tử g thì đổi sang phần tử k, thầy cho k thì nạp vào g, thì dùng lệnh này replace, replace phần tử thứ g của a. Thầy ơi, thầy ơi, nãy giờ sau cứ có ai kích em ra khỏi phòng vậy thầy? Nãy giờ em bị kích 2-3 lần rồi đấy ạ. À thế, em tên là gì? Là Trần Sĩ Nguyên ạ. À, không hiểu đâu. Chứ bạn nào bạn này chứ em tự bị bắn ra thôi chứ không phải đâu, do là do phần mềm đấy. Vô wifi thầy, vô wifi này. Nhá, nhắc lại đây. Thì đây là cái cái thủ tục con này, thủ tục con này là thủ tục swap này, là thủ tục gì, là hoán vị đổi chỗ hai phần tử y và y, g và k của a. Thế là như sau, chúng ta cần biến nhân trung gian. Thì phần tử thứ nhất gọi là g đi, chúng ta cất vào trung gian. Sau chúng ta thay g bằng phần tử thứ k. Đây, thay g bằng phần tử thứ k. Replay cái phần tử thứ g của a bằng item bằng phần tử thứ k của a. Đó. Phần tử thứ g đã lưu vào trung gian rồi, phần tử thứ g thay phần tử thứ k, và cuối cùng là thay thế phần tử thứ k bằng phần tử gì nhỉ? Đây là gì? Bằng phần tử là trung gian. Vì trung gian bây giờ nó là trung gian, nên là g mà. Đấy, cho nên là ở đây này, thay g bằng k. Ở đây thay k bằng g, g đây được gắn đây rồi. Thì đây là thủ tục này là rất quan trọng nhé, chúng ta để ở đây nhé. Bảo như chúng ta làm con xếp này. Thì các bạn chú ý làm, chú ý thầy cái này. Cho em xem lại các bạn mới một lát được không? Cái này, cái này được đúng không? Ừ. Nhân lại là đây là cái thủ tục mà để mà đổi chỗ hai phần tử y và g của dãy A. Dãy A. Nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thầy của các bạn chúng ta làm cái thủ tục sắp xếp này. Cái sắp xếp này ở mức độ là đơn giản nhất. Chưa cần tối ưu. Nhé. Chưa cần tối ưu. Thì cái làm đơn giản nhất là chúng ta cho một cái biến g chạy từ cắt đầu môi. Chúng ta cho cái biến, chúng ta cần hai biến g và k giống như ở đây, g và k nhé. Thì đây chúng ta làm như sau này, chúng ta cần hai biến g và k là ở đây, g này và k. Như vậy là cái để làm cái bài tập mà sắp xếp cái số, chúng ta luôn cần hai cái biến bên ngoài là biến g và k. Thì đầu tiên chúng ta cho g chạy từ 1. G là phần tử đầu tiên ở bên trái. Chúng ta chuyển động sang bên phải cho g chạy từ 1 đến n trừ 1. N là độ dài của dãy A nhé. Và chúng ta lập ở đây, chúng ta lập là gì? Lập ở đây, lập theo độ dài của A. Đây, độ dài của A là bao nhiêu? Là cái này. Lập theo chiều dài của A là length của A. Đây. Thì với mỗi g như vậy, chúng ta cho k, không phải g, không cần g chạy từ 1 đến n trừ 1, cho nên sẽ là không phải length của A, mà length của A trừ đi 1. Chúng ta chú ý nhé. Đây. Đó. G chạy từ 1 cho đến length A trừ 1. Đấy. Và với mỗi g như vậy, chúng ta sẽ cho k sẽ chuyển động từ mấy? Với g ở đây chúng ta cho chuyển động, k chuyển động từ g cộng 1 cho đến n. Ở đây nó sẽ là gì? Ở đây nó sẽ là gì? Là đây, k sẽ bằng là g cộng 1 đến g cộng 1 k chạy từ g cộng 1. Đây. Đấy gì? Tn
như vậy cho nên là gì, chỗ này lặp k ở đây sẽ là lần là bao nhiêu lần nhỉ? Đấy. Chỗ này các bạn chú ý nhá, chỗ này thầy cho các bạn xem cái này để mở ấy hơn nhé. Đây này, thầy sẽ cho các bạn xem cái này để hiểu hơn nhé. Đây, chúng ta có cái mà ví dụ như là A1 thì A2 này, A3 này, đúng không? Vân này, AG này, AG này, AN này, đúng không? Thì mỗi G như vậy, chúng ta sẽ cho K chạy từ đây, K sẽ chuyển động từ đây này, K sẽ chuyển động từ đây. Mỗi G đây chúng ta cho K đây nhé, K chuyển động từ G cộng 1 chuyến A. Khi mà thầy muốn cách xa như vậy thì thầy không cần nhấn dấu cách nhiều như vậy đâu, thầy chỉ cần nhấn vài dấu tab thôi là được mà. Như vậy là với mỗi di chạy từ 1 cho đến an trừ 1 đến tới đây thôi, không có an nữa nhé. Và k chạy từ di cộng 1 cho đến là an, và chúng ta sẽ kiểm tra ag và ak. Nó vì là k luôn 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 di luôn nhỏ hơn k, mà nếu mà ag lớn ak thì k đổi chỗ không phải thôi. Đây. Thế thầy ví dụ cụ thể hơn cho dễ hiểu hơn nhé, để nhìn quả nhìn thấy khó hiểu nhé. Chúng ta làm như sau, như đây là 3 này, 1 này, 4 này, 2. Đấy, 2. Thì chúng ta so sánh 3 với 1 nhé. Đây là g này, đây là y này, 1 3 lớn 1 đổi chỗ 3 1. Sau đó ta so sánh với 4 nhé. 3 với 4, sau đó là ta so sánh 3 với 2, cứ như vậy, lần lượt như vậy nhé. Đây này thì chỗ này thì em thì để này cho dễ hiểu cái vận mày nhé. Ba này, đầu tiên ta để chi bằng 1 này, chi bằng 1 này. Này và k sẽ chạy từ 2 trở đi, chạy từ 2 cho đến k, chạy từ 2 cho đến 4, chạy từ 2 cho đến 4. So sánh AG và AK. Đấy. Tức là so sánh A 3 và 1. Xong k tăng lên, so sánh với đầu tiên và với 4, so sánh với 2. Thì nếu mà đây. Ở đây nhé, chúng ta sẽ lặp bao nhiêu lần nhỉ? Chúng ta sẽ lặp k chạy từ g cộng 1 đến n. Vậy ở đây lặp đây chính là lặp gì? Lặp là len a trừ đi g. Đấy, chuyện này các bạn. Đấy. Từ g mà. Len a trừ g lần. Đấy. Và đây chúng ta kiểm tra nếu như AI lớn AK là nó không hai số nó không đúng thứ tự, đúng không? Nếu như AI đây, AI lớn hơn AK, hơn AK. Nhưng như AG lớn hơn AK. Đang chú ý nhé. Đây. Nếu mà AG lớn AK, tức là vì G luôn nhỏ hơn K thì AG lớn AK suy ra là vị trí AIG nó không đúng vị trí, chúng ta phải đổi lại vị trí. Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái lệnh swap và đổi vị trí. Đổi AI với AG với AK. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tăng K lên một đơn vị, chúng ta sẽ chuyên K by 1 ở trong cái chỗ này, trong cái phòng repeat này này. Đó, đây là chuyên K. Kết quả hết vòng này chúng ta sẽ quay lại ở vòng ngoài cùng này, sẽ là chuyên G by 1 ở phía ngoài này. Đấy.
Nhưng mà là vòng vòng bên ngoài là chúng ta vòng lọc bên ngoài là chúng ta cho di chuyển từ một đây như thay đổi đây đến len a chuyển một dừng và dừng lại ở vòng bên trong là k chạy từ di cộng một đến n n và nếu a g lớn a k thì chuyển đổi lại được chưa. Thì cái vậy cái số này chúng ta nên viết lại trên cái giấy tờ trên ngôn ngữ của lập trình cao khác thì như thế này thì biết các bạn nghe nhé, bạn xem nhé, thì nó như thế này. For đúng không? For g chạy từ 1 đến n trừ 1. Có hiểu không? Và đây là for vòng vòng 2 là for k chạy từ g cộng 1 đến n thì if ag ag lớn hơn ak thì đổi chỗ xoẹt y xoẹt gì cả. Đấy, thì đây là cái đây chính là cách chúng ta viết cái dạng nó gọi là cái dạng là nó là pseudo code, là nó dạng là lệnh nhưng mà lệnh giả nhưng không phải lệnh thật, nhưng mà cũng dễ hiểu, đối với lập trình dễ hiểu là cho g chạy từ 1 đến n trừ 1 xong vòng trong là k chạy từ g cộng 1 đến n đến n đến n và nếu mà ag và ai mà không đúng chỗ ta đổi chỗ ag và ak thì đấy chính là cái phần này. Ta chạy thử nhé, bây giờ chúng ta chạy phần này đây, sắp xếp đây, chúng ta trở lại cái này nhé, đây là xin dễ nhé, thì sắp xếp lại và sau đó chúng ta sẽ xây cái kết quả cuối cùng. Đây, kết quả là đây, nào chạy thử cho ta xem nhé. Ban đầu này, đây ban đầu như này nhé, thật 5 giây để mình sắp xếp lại này, 3, 5, 9 tăng dần, tăng dần không nào thầy ơi thầy. Đây chính là cái cách chúng ta làm mà kết quả đấy, kết quả là như thế này. Thầy ơi thầy cho con xem lại blog được không ạ? Xem lại cái gì? Đây cái này đúng không? Đây chúng ta cần đây tất cả này nhé, đấy. Như vậy là cái sắp xếp này này chính là cái thủ tục mà đơn giản nhất mà thầy biết là các bạn cần phải nhớ. Còn tất nhiên là nếu mà sau này các bạn học lên cao nữa thì các bạn thấy là riêng cái bài toán là sắp xếp một dãy số cho trước ấy theo hướng tăng dần ấy làm một phần rất lớn và có rất nhiều lời giải khác nhau, rất nhiều toán khác nhau, nhưng mà đây là cái cách làm mà đơn giản nhất. Thì nó không hay, nó không phải là tối ưu, nhưng mà là đơn giản nhất mà ai cũng có thể hiểu được. Để con nhớ nhé, con nhớ để làm, để nếu mà đi thi hay là điều đó nó có cái bài tập gì đó liên quan đến sắp xếp một dãy số, chúng ta dùng cái này. Chúng ta chú ý rằng là có thể sắp xếp một dãy số, có thể sắp xếp một cái dãy các cái tên họ tên, thì các cái họ tên của người nó vẫn sắp xếp theo đúng tự của từ điển như chúng ta đã biết. Như vậy là trong một lớp học chúng ta có học sinh như này, chúng ta sắp xếp theo từ điển thì nó chính là cách làm hệt như thế này, không khác gì cả. Chúng ta sẽ quay lại cái bài toán về xử lý sâu sau nhé, mà đây là cái bài toán mà xử lý mà một cái sắp xếp một dãy số ở mức độ đơn giản nhất có thể, được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ cho được bạn nhận lại thì nó hơi quạ thêm nữa một vài cái phần nữa mà thôi. Chúng ta chỉ về sắp xếp, chúng ta chỉ nhớ một cái này thôi, chúng ta không cần nhớ nhiều cái khác nữa. Bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn sang một cái bài tập khác khó hơn là thầy lưu cái này là. Đây là cái bài tập là sắp xếp dãy số. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ thầy sang một cái bài tập khác. Bài tập khác mà rất hay sử dụng ở trong các cái bài toán liên quan đến đến dãy. Đây, đi bài tập như thế này. Đây. Chúng ta phải viết lại. Được chưa? Đấy.
Thì biên bài tập mà tiếp theo là gì? Bài tập tiếp theo là chúng ta cần trong rất nhiều bài toán chúng ta cần phải gì? Cần phải tạo ra một cái hoán bi ngẫu nhiên dạy cho trước. Đấy, cái này là cái em rất hay dùng ở trên thực tế. Ví dụ như là chúng ta có một cái bài, một cái câu hỏi để kiểm tra, một cái mà chúng ta có một cái bài tập là để kiểm tra, nó có là 5 câu hỏi, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Bây giờ cho sinh làm được các câu hỏi từ 1 đến 2 đến 3 đến 5. Nhưng mà thực tế thì không ai lại là sinh ra câu hỏi thấu tự lần lượt từ ai 1 đến 5 cả. À, như vậy thì học sinh sẽ nó sẽ biết, nhưng biết chắc chắn đáp án, nó sẽ biết trước và nó đã học lòng đáp án và nó sẽ làm, nó sẽ nhắm mắt nó làm. Như vậy là mà nó đề thì không hay. Thế thông thường ấy, các thầy giáo, các giáo viên phải làm sao, phải hoán bìa ngẫu nhiên đã cho nó ra ngẫu nhiên thì mới đưa ra cái đề bài, thì lúc đấy mới hay. Các bài tập đưa ra một cách là ngẫu nhiên. Như vậy bài toán tiếp theo là gì? Là cho trước một dãy A, bây giờ hoán bìa ngẫu nhiên cái dãy đó đi thành một cái dãy khác, vẫn là số đó nhưng mà nó các số độc đảo lộn một cách là lung tung ngẫu nhiên đó. Thì chúng ta học cái bài toán đó rất rất nhiều. À, xin chát đi thầy. Sao? Cái phần chat với bạn nói nhiều hơn. Qua nó gì đâu hả? Vẫn bình thường mà, đúng không? Rồi. Chat à? Một số bạn làm gì đấy? Chat à? Spam một đống. Thôi, thầy không chat đấy nhé. Thầy đã không cho các bạn chat rồi. Rồi. Bây giờ nhé, bây giờ như sau này. Để đơn giản thì thầy sẽ sinh ra dãy A là n số từ 1 đến n thôi cho nó dễ nhé, để cho đơn giản là như vậy. Thì thầy làm như sau, để thầy làm cho bạn xem nhé. Thầy tạo ra, mình thầy tạo ra một cái thủ tục là sinh dãy, mà sinh dãy này từ 1 đến n thôi. Mặt này để cho nó dễ thì là có thể là bất kỳ, mà để cho thuận tiện chúng ta n nhé, là sinh n này là dãy số từ 1 đến n thôi. Nhá, cho ta làm, thử nhé. Đây là chúng ta phải dùng cái biến k, chúng ta mới làm được. Dùng cái biến k để chúng ta sẽ, rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ sinh dãy n là chúng ta sẽ sao, chúng ta sẽ xóa phần tử của dãy a đi này đó. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập đầu tiên cho k chạy từ 1 này, chạy từ 1 này. Sau đó chúng ta sẽ lập theo n lần, và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bổ sung phần tử thứ k, bổ sung k vào a. Bổ sung k vào a. Bây giờ thầy sẽ đóng micro các bạn lại nhé, và các bạn không nói nhé, thì đóng toàn lớp, toàn bộ lớp luôn này các bạn. Ok thầy. Rồi xong. Đây nhá. Để thầy nhắc lại này, bài tập của thầy là như thế này. Là cho đơn giản, chúng ta có thể là bất kỳ mà cho đơn giản cho nó dễ nhìn, là thầy sẽ sinh ra cái dãy A là dãy gồm có n phần tử từ 1 đến n. Đơn giản như vậy nhé. Thì đầu tiên cho k là 1 này, và lập liên tục, lập n lần, bổ sung k vào a, sau đó là chuyên k bài 1 đây, thì là nó tương đương với việc là chúng ta sẽ sinh ra dãy a là từ 1 đến n nhé. Vì chúng ta hãy thử kiểm tra cái đó thôi. Chúng ta sinh ra cái dãy phần k này, ví dụ như là 20 phần tử nhé. Chúng ta sẽ thử kiểm tra xem dãy a của chúng ta nó là đúng không nhé. Đây, thử ra xem nhé. Đây này. Đấy, 20 đúng không nào? Như vậy dãy A chúng ta là từ 1 đến 20. Bây giờ thầy sẽ làm một chương trình để hoán vị ngẫu nhiên các phần tử của A. Đấy, cái bài tập này rất quan trọng luôn, vì có rất nhiều chương trình phần mềm, rất nhiều bài tập cần phải sinh cái hoán vị ngẫu nhiên này, các bạn nhớ nhé. Mà thầy nói một lần thì các bạn sẽ làm quen. Đấy, thì bây giờ thầy nói các bạn là chúng ta sẽ có một thủ tục để mà sinh ngẫu nhiên, hoán vị ngẫu nhiên cái A này. Đấy, thầy sẽ tạo ra một cái thủ tục có tên là hoán vị ngẫu nhiên. Hoán vị ngẫu nhiên dãy A. Cho trước dãy A rồi.
Bây giờ thầy hoán vị ngẫu nhiên cái dãy A này. Được chưa? Đấy, thì thầy bây giờ thầy sẽ cùng bạn cùng nhau làm nhé. Và thầy trình bày các bạn là thầy sẽ làm các bạn có hai cách này đều rất quan trọng mà các bạn đều phải học thuộc lòng, hai cách này. Cách thứ nhất thì dễ dàng hơn, đơn giản hơn và làm trực tiếp dãy A luôn. Là như sau nhé. Là như sau này. Chúng ta cho một cái phần tử g. Đây, chúng ta cũng tạo ra một phần tử g. Ta cần vận hai biến là g và k nhé. Chúng ta cho g chạy từ 1 cho đến n trừ 1. Được chưa? Sau đó chúng ta chọn phần tử ngẫu nhiên từ g cộng 1 đến n và chúng ta hoán vị với g. Thành như vậy sẽ được. Như vậy sau n bước, chúng ta sẽ tạo ra được một cái dãy ngẫu nhiên là xuất phát từ cái a. Chúng ta làm thử nhé. Đầu tiên chúng ta cho g chạy từ 1 nhé. Và lặp cho g chạy lặp n trừ 1 lần. Cho đến lặp là không phải lặp toàn bộ thôi độ dài của dãy a mà là n trừ 1 thôi. Như vậy chỗ này nó sẽ là gì? Nó sẽ là n trừ 1, nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là n trừ 1 đây. Lặp lại n trừ 1 lần. G sẽ chạy từ 1 đến n trừ 1. N đây chính là độ dài của a, chính là cái này. Cái này bây giờ chính là cái hàm này, hàm length của a. Như vậy là g chạy từ 1 đến n trừ 1, length của a là n nhé, n trừ 1. Được rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn k. K là phần tử sẽ hoán vị với g. Chúng ta chọn k đâu rồi? K lấy từ đâu? K. Xếp k. K sẽ làm số gì? K sẽ chọn làm cái số ngẫu nhiên chạy từ g cộng 1 đến n. Như K nó chạy là K nó sẽ làm số ngẫu nhiên chạy từ g cộng 1. Từ g cộng 1 là cái phần cuối đấy, g nhé. G tăng lên và g tăng lên cho bạn xem mà tôi để thử. G tăng lên và k sẽ là một cái số ngẫu nhiên từ g cộng 1 đến n. Và mỗi cây mà chúng ta sẽ đổi chỗ g và k, đổi chỗ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái block mới có tên là swap nhưng lần trước đó như bước trước đúng không? Lúc nãy là g cả cái này mới cần nó đúng không? Swap nhá. Đấy, swap. Đây là ngày sau. Cái chỗ này chính là swap, chính là swap. Đấy, đổi chỗ hai phần tử g và k. G và k. Sau đó chúng ta chuyên g mai một. Đó. Thì đây chỉ là thuật toán này. Rất đơn giản thôi, là sinh cái hoán vị ngẫu nhiên từ bắt đầu là a, chúng ta hoán vị ngẫu nhiên lại thành cái dãy a mới, nhưng mà nó vẫn là các phần tử vẫn là từ a cũ, nhưng mà nó là một cái hoán đổi ngẫu nhiên. Làm như sau, nhắc lại nhé. Cho g chạy từ 1 đến n trừ 1, sau đó chọn k là phần tử ngẫu nhiên từ g cộng 1 đến n, sau đó đổi chỗ hai vị trí g và k. Đó, thì đây là cái phần tử đây. Chúng ta dùng cái biến là biến trung gian đúng không? Biến trung gian nhắc lại. Chúng ta sẽ xét biến trung gian là A, đây đâu rồi? Đâu nhỉ? Đây. Đúng không? Là A, G. Đấy. Sau đó chúng ta gán A, I. Replace. Gán cái phần tử thứ G. Gán cái phần tử thứ g của a đó, là ak. Gán phần tử thứ thay phần tử thứ k cho phần tử thứ g, và tiếp theo là với phần tử thứ k thì chúng ta gán phần tử y vào lỗi là chính là cái trung gian này. Cái này chúng ta phải nhớ cái toán này nhé. Cái swap này là chúng ta làm thường xuyên đó. Rồi thì bây giờ thầy làm tiếp tục cái này nhé. Đây là a này. Sau cái a xong rồi thì thầy sẽ làm như sau.
à, thầy sẽ hoán vị ngẫu nhiên. Chỗ này hành tí cho nó nghỉ một tí, chỗ thằng này nó gọi là nghỉ một tí nhé, sinh sinh hiện ra nên nó sinh một tí nhé. Đấy, và sau đó là nó sẽ hiển thị đáp đáp án này, đáp án. Cho nó chính xác hơn, thêm cho thêm cái này nữa. Hoán vị ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Đấy. Đây nhé. Chúng ta thử xem nhé. Phòng to nhìn này. Đầu tiên là sẽ bắt đầu rồi nhé. Từ 1 đến 20 nhé. Bắt đầu nghĩ này. Và đi ra. Thì đây chính là cái hoán vị. Đây là một hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 20. Các bạn thấy không? Nó rất chính xác đấy. Thì các bạn chú ý là cái thuật toán. Cho trước một cái góc ban đầu. Ok, bất kỳ. Bất kỳ chứ không phải từ 1 đến N nhé. Là bất kỳ. Mà dễ bất kỳ. Chúng ta sẽ hoán vị nó đi. Thì đây là một thuật, đây là một cái làm đầu tiên. Chúng ta nhớ nhé. Chúng ta nhớ cái làm này nhé. Thầy nhắc lại này. Chúng ta làm lần chúng ta nhớ. Thì cái làm như sau là rất đơn giản thôi. Chúng ta cho G chạy từ 1 đến N-1. Vì mỗi G, chúng ta chọn K là một cái chỉ số ngẫu nhiên nằm bên phải G. Bên phải bất kỳ nằm từ G có 1 đến N. Và cho K là phần cùng phần tử ngẫu nhiên. Chúng ta hoán vị lại, hoán vị K với G. Và làm như vậy. Như vậy thì chúng ta tạo ra được một cái sinh mổ sinh ra một cái gọi là một cái hoán vị của dãy số ban đầu. Vậy thì lưu cái này thành là cái là hoán vị ngẫu nhiên nhé. Sinh hoán vị. Dãy số. Để dãy số 1 nhé. Chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? Nhớ nhé. À, tuy nhiên cách làm này cũng rất là hay rồi, nhưng mà trên thực tế chúng ta không ít dùng. Cũng có dùng, theo cũng có dùng và không dùng. Nhưng mà cách thứ hai, mình phải nói các bạn, cách thứ hai là cách một trường rất quan trọng. Cách thứ hai là cách mà hay dùng trên thực tế, rất hay dùng luôn. Nhất là trong những cái bài mà chúng ta sẽ học sau này đấy. Sau này chúng ta sẽ làm cái phần là mô tả các cái chương trình, sinh ra các cái đề kiểm tra trắc nghiệm, sinh ra những cái bài, những cái trò chơi, các cái đề kiểm tra xuất phát từ một dự nào đó. Thì cái cách thứ hai là cách hay dùng hơn. Cách thứ hai là như sau. Cách thứ hai là chúng ta có thể làm tổng quát được, không phải là sinh một hoán vị ngẫu nhiên của A, mà chúng ta có làm tổng quát hơn là chúng ta có thể lấy ra được K phần tử ngẫu nhiên từ A là phần tử. Chúng ta có thể lấy ra rút ra từ A K phần tử ngẫu nhiên. K phần tử ngẫu nhiên lấy từ A, lấy từ A mà K là nhỏ nào hơn N. Thì nếu K bằng N thì nó chính là một hoán vị ngẫu nhiên của A. Mà K nhỏ hơn N thì chúng ta có thể ví dụ chúng ta có dạy A chúng ta là có là 100 phần tử, việc cần lấy ra ngẫu nhiên 2 phần tử thôi, hay là ngẫu nhiên là 10 phần tử thôi. Anh thấy bài tập đó là bài tập rất quan trọng. Ví dụ như sau này chúng ta sẽ có những cái bài tập như sau này, có những tình huống như sau. Chúng ta có một cái bộ đề kiểm tra, một cái bộ ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra có 100 đề chẳng hạn, 100 đề, mà hôm nay giáo viên chỉ muốn lấy ra là 10 câu hỏi thôi để làm bài kiểm tra. Thì giáo viên sẽ lấy ra là 10 câu hỏi ngẫu nhiên từ 100 câu hỏi trong ngân hàng đề. Đó, thì cái bài tập đó là bài tập mà chúng ta cần phải gì? Cho trước là 100 câu hỏi từ ngân hàng đề là 1 đến N. Chúng ta rút ra 20 câu ngẫu nhiên. Đó, để chúng ta làm bài đó nhé. Thì thầy sẽ lưu cái mới và cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm. Thì làm như sau, chúng ta sẽ tạo ra chúng ta sẽ tạo ra là gì? Chúng ta sẽ tạo ra là cái bảng A, cái dãy A là dãy ban đầu. Thì thầy sẽ cái dãy A là thầy không muốn động vào nữa, thầy để nguyên như vậy. Và cái dãy B là dãy kết quả sẽ đưa vào B. Nhá. Như vậy là từ A thầy muốn lấy ra là K phần tử ngẫu nhiên đưa vào B. Đấy, K là một số bất kỳ, còn là một số nào đó nhé. A là dãy ban đầu, được chưa?
B là như vậy, nếu mà K mà là bằng chính là độ dài của A thì suy ra là B chính là một cái phát biểu ngẫu nhiên của A. Đấy, thì làm tổng quát luôn. Cho trước dãy A, phân tử bất kỳ, có thể rất là nhiều. Và thầy sẽ lấy ra là K phần tử ngẫu nhiên của thầy dùng K là biến K không nên dùng, thầy dùng biến gì nhỉ? Biến N đi, N là vì K rồi dùng để đến chạy. Còn N đi. N là cái số mà cho trước A này và lấy ra N phần tử ngẫu nhiên của A đưa vào B. Đó, nếu N bằng độ dài của A thì nó chính là một phát biểu ngẫu nhiên của A. Nếu N nhỏ hơn A thì là một phần khác. Đó. Thì đây là một cái bài tập, một cái cách làm thứ hai này là tổng quát hơn cái làm đầu. Cái là lúc nãy là chỉ phát biểu của toàn bộ A thôi. Còn bây giờ tôi muốn là rút ra K, N phần tử ngẫu nhiên ở trong A. Thì làm như sau. Thì bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ như sau nhé. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái thủ tục là sinh dãy đi. Lúc nãy vẫn cần như vậy đúng không? Sinh dãy N, đúng không? N là khác đầu nãy. Sinh dãy N là N khác nhé, phải để N lớn lên cho nó khỏi nhầm lẫn nhé. Đó. Thì vẫn là để ta cho sinh dãy ngẫu nhiên luôn nhé. Như vậy ta cho sinh ra là dãy A là dãy N phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Cho nó dễ đấy nhé. Rồi, chúng ta làm như sau này. Chúng lúc nãy thôi nhé. Này. Sau nhé, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ phải xóa các phần tử của A đi. Bỏ toàn bộ A đi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lập N lần. Và vì chúng ta sẽ sinh ra ngẫu nhiên các phần tử từ 1 đến 100 N lần, chúng ta không cần biết nhớ nữa, chúng ta chạy luôn thôi. Chúng ta dùng lệnh này chúng ta ép luôn thôi nhé. Bổ sung vào A là ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Đấy, như vậy. Nhưng đây là cái lệnh mà sinh ra cái biến đây. Và vì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ sinh dãy ví dụ như là 50 phần tử chẳng hạn, 50 phần tử. Sau đó chúng ta sẽ hiển thị thôi. Đây, làm luôn cho dễ nhé. Dãy gốc, dãy số gốc, được chưa? Là A. Chị thử cho xem nhé. Sinh này. Đấy, dấu gốc được nhé. Ngẫu nhiên không? Rất là hoàn toàn là nó là ngẫu nhiên từ 1 trên 100 đấy, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đấy, được chưa? Để thử cho nó cách nhau đi cho nó đẹp. Đây nhìn này. Đây này. Đấy, rất đẹp rồi nhé. Ngẫu nhiên chưa? Rồi. Thế bây giờ như sau. Bây giờ thầy làm tiếp một tập tiếp theo là thầy sẽ mà tính N này. Bây giờ thầy giả sử thầy còn làm cho đơn giản nhất, thầy để cho N thầy gắn bằng 10. Như vậy là từ 50 số này thầy sẽ rút ra là 10 số ngẫu nhiên. 10 số ngẫu nhiên và đưa vào B. Đây chúng ta như tôi đoán này nhé. Tôi đoán là khác lúc nãy. Lúc nãy là ngay từ A thầy hoán thị tại A. Thì bây giờ thầy hoán vị thầy A nhưng thầy lôi ra đưa vào B. A thì vẫn giữ nguyên. Như vậy là nếu N này mà là thầy gắn N bằng 50 thì nó chính là ta lấy một hoán vị nguyên của A đưa sang B. Nhưng mà này tổng quát hơn. Tổng quát hơn bài lúc nãy. Nhá. Giờ chúng ta chú ý quan sát này. Cái bài tập này rất quan trọng luôn. Dùng rất nhiều lần ở phần sau, phần cuối của chương trình. Nào chúng ta cùng xem nhé. Cái làm như sau này. Cái làm là chúng ta sẽ phải dùng một cái biến nhớ phụ, là hẳn cái mảng phụ, hẳn cái dãy số phụ. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến thầy gọi là tem, list.
cái mảng phụ dùng để mà thầy thấy con sẽ xem ngay bây giờ, thì vì ý nghĩa của cái bảng phụ này là điểm gì để hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà chúng ta sẽ sinh ra thêm một cái dãy con ngẫu nhiên của A và đưa vào B. Hãy làm nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thủ tục sinh dữ liệu, sử dụng từ sinh dữ liệu. Cái nôm na là như vậy, A đóng vai trò là cái bộ dữ liệu gốc, còn cái bộ dữ liệu B là bộ dữ liệu chúng ta sẽ làm việc. Như vậy nó sẽ tục là thuộc sinh dữ liệu, nó sẽ sinh ra các dữ liệu từ A, lấy ra từ A n phần tử ngẫu nhiên và đưa vào B. Được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Thì các bạn thêm cái thủ đoạn này làm lần các bạn nhớ mãi nhé, làm cẩn thận. Nó hơi phức tạp một chút thôi nhưng mà chúng ta cẩn thận làm chúng ta sẽ hiểu. Và các bạn phải làm trong rất nhiều lần cho những bài tập sau này. Rồi, bước 1 là chúng ta phải xóa hết B đi đã. B là cái chúng ta muốn đưa A vào B mà, thì là xóa B. Nhưng mà chúng ta dùng cả cái bảng template nữa, chúng ta sẽ phải xóa cả template đi nhé. Như vậy là đầu tiên có hai lệnh là xóa tất cả của B và của tất cả cái bảng template. Template là cái từ tem là phụ, còn là phụ, còn cái list là dãy, như vậy là dãy số phụ. Được chưa? Được rồi. Bước tiếp theo như sau là chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy nằm ở trong cái nhóm mà cái template này. Chúng ta sẽ gán cái số từ 1, 2, 3 cho đến len của A. A có bao nhiêu số chúng ta đưa vào đây bấy nhiêu, nhưng mà số từ 1 chỉ đi. Rồi, chúng ta làm nhé. Làm ngay từ đây thôi. Chúng ta sẽ dùng cái biến nhớ là K. Biến nhớ phụ của K ở đây. Nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xét K bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ lập theo chiều dài của dãy A. Lập theo chiều dài của dãy A để sao? Để chúng ta có cái chúng ta sẽ phải nạp các số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến len của A đưa vào cái bảng template này, cái dãy template này. Nhưng chúng ta sẽ làm cái lệnh là add. Đây là gọi A một đợt template nhé. Đưa vào gì? Đưa vào cái giá trị là K. Đưa vào K. Và sau đó chúng ta chuyên K bài 1. Thì đây là cái đoạn chương trình. Ngắn thôi là gì? Là nạp vào cái dãy template này các số từ 1, 2, 3, 4 cho đến len của A. Cái này để sau này sẽ dùng nó để chúng ta sinh phân tử ngẫu nhiên và đưa vào B. Bạn sẽ nghe chú ý bây giờ nhé. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sinh ra n phần tử ngẫu nhiên lấy từ cái bảng A này, chúng ta đưa vào B. Cái làm như sau. Cái rất quan trọng, các bạn cùng thầy quan sát nhé. Chúng ta sẽ lập tiếp theo là chúng ta sẽ lập theo gì? Lập theo n phần tử. Có bao nhiêu phần tử chúng ta lấy bao nhiêu? Nếu n này bằng len của A thì B chính là một hoạt nghị của A. Còn nếu n mà nhỏ hơn a thì b nó chỉ chiếm một phần của dãy a thôi nhé. N đấy nhé. Chúng ta lập n lần, lập như nào nhỉ? Mỗi lần chúng ta sẽ xét k làm phần tử ngẫu nhiên nằm trong chỉ số ngẫu nhiên của template. Nhưng mà chúng ta sinh ra cái k làm phần tử là như sau. Sinh ra k là một cái chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến gì? Từ 1 đến gì nhỉ? Đến độ dài của template. Đây. Được rồi. Length của template. Đó. Vậy K là một chỉ số ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta bổ sung phần tử AK vào B. Đây, chúng ta sẽ S vào B. S vào B cái gì? Bổ sung vào B. S vào B phần tử thứ K của A. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây này. Phần tử thứ K của A. K nhé. Đây. Ta lấy ra phần tử K của A. K là số ngẫu nhiên từ 1 đến chuyến template. Vì ban đầu template là cái độ dài đúng bằng A. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra một chỉ số ngẫu nhiên của K từ 1 đến độ dài của A. Sau đó đưa phần tử AK đó vào trong B.
Sau đó chúng ta sẽ phải xóa phần từ ca khỏi template đi, vì chúng ta để lại thì lần sau lần thứ hai mà ép vào bổ sung vào nó có thể nó bổ sung trùng một cái cũ. Đây chúng ta muốn là lấy ra n phần tử phải khác nhau từng đôi một nha. Thì chúng ta sẽ phải tiếp theo chúng ta sẽ phải xóa đi. Đây, chúng ta sẽ phải dùng lệnh là delete. Delete cái phần tử gì? Delete cái phần tử thứ k của a của template, của template. Chúng ta xóa phần tử thứ k của template. Sẽ lặp lại, lặp đôi n lần, nhắc lại nhé. Lặp n lần, mỗi lần chúng ta sinh ra chỉ số k ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của template, chúng ta bổ sung phần tử thứ k vào k đó của a vào b, sau đó xóa đi phần tử k bởi template. Và cứ như vậy chúng ta lặp như vậy, lặp đến n lần là xong. Đó, thì đây chính là cái sinh dữ liệu đây, thì chúng ta sẽ chạy thử sinh dữ liệu. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ hiển thị cái b. Xanh cái b nhé. Được chưa? Chúng ta chạy thử nhé. Đầu tiên là a này. Đây. À này nhỉ. Đây là chúng ta đây kết quả đây chính là 10, lấy ra 10 phần tử ngẫu nhiên của gì? À, của a đưa vào b đây. Đây là các phần tử ngẫu nhiên lia từ a đưa vào b. Nhé. Chạy lại một lần khác nhé. Đấy. Đúng rồi đấy. Thế nhưng mà chúng ta các bạn nhớ cho thầy cái này nhé. Như là cách làm số 2 đây. Ở đây nếu mà n bằng len của a thì cái b này chính là một hoãn vị của a. Thì giả sử nhé, thì đặt cái chỗ này. Giả sử thôi. Thì đặt cái chỗ này là len của a. Đây. Giả sử n bằng len của a thì cái dãy số sau b chính bằng một đây là bằng một hoãn vị của a. Chính xác luôn nhé. Mà thầy để mà thầy lấy ra là 3 phần tử thôi thì lấy ra chỉ 3 phần tử thôi. A đây là b. Bên là 3 phần tử ngẫu nhiên của a mà nó không trùng nhau, nó không bị trùng lên nhau. 3 phần tử ngẫu nhiên và khác nhau từng đôi một. Đó thì các bạn nhớ cho thầy cái thủ tục này nhá. Cái này là cái rất quan trọng luôn. Các bạn nhớ nhé. Mình chúng ta ghi cái này lại thành thành cái bài số 2 của hôm nay là sinh hoãn vị ngẫu nhiên dãy số, nhưng mà là cái bài số 2, cái bài này rất quan trọng luôn này. Cái này rất quan trọng, chúng ta nhớ nhé. Rất quan trọng. Đấy, chúng ta lưu lại. Được chưa? Vì chúng ta làm cái bài tập ngắn này để hết giờ, chúng ta làm ngắn để chúng ta thấy là ý nghĩa của cái bài này nhé. Vì sẽ làm cái bài ngắn như này nhé. Đây, ngắn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra, đây, cho cái đơn giản như này nhé. Đây. Bây giờ thầy giả sử nhé. Đây là thầy tạo ra. Thầy sẽ sinh ra ở đây được khoảng 5 con vật nhé. 5 con vật hay là bao nhiêu con vật tùy các bạn nhé. Con thứ hai này, con thứ ba này, sinh ra con thứ ba này, sinh ra con thứ tư. Thì làm cái bài kiểm tra đơn giản là cho cô giáo hỏi học sinh về các đây là con gì nhé, và học sinh sẽ làm cái bài tập đó. Tập gì? 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? 5 con đúng không? Thì đây bây giờ thầy làm như sau, thì các bạn thấy bây giờ cô giáo sẽ hỏi trên màn hình, hỏi đây là con gì? Sinh sinh trả lời là con chó, con mèo, con gì đó, và chúng ta phải trả lời đúng. Và cô giáo sẽ hỏi lần lượt từ 1 đến 5 con. Ở đây, đúng không? Đây này. 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ sinh thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phóng to để chúng ta cùng nhau làm nào. Đây. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái dãy nó có tên là con vật nhé.
cái bài con vật đi. Con vật nhé. Đây, con vật này. Đây, thầy sẽ làm đúng cái tên con này thôi, các bạn thấy nhé. Con mèo. Con mèo chưa? Đúng rồi, gì? Con thứ hai là con chuột. Con thứ ba là con cua. Con thứ tư là con chó. Con chó. Con thứ năm là con voi. Năm con nhé, con vật nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ như này. Đây, thế bây giờ thầy sẽ em cô giáo sư được hỏi tên cho con vật nhé. Và học sinh sẽ trả lời. Trả lời đấy nhé, đây, đây con vật đấy nhé. Rồi, thế bây giờ như sau này. Cô giáo sẽ lượt hỏi nhé. Đây, cô giáo sẽ đặt tên là cô giáo sẽ ca này, đúng không? Cô giáo sẽ làm như sau này. Làm nhanh cho các bạn xem nhé. Đây, cô giáo sẽ lượt hỏi như sau. Các bạn tập kiểm tra đơn giản thôi nhé. Cô giáo sẽ đầu tiên cô giáo sẽ nói như sau là các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức. Cháu có hiểu chưa? Kiểm tra kiến thức nhé. Đó. Và sau đó cô giáo sẽ lượt hỏi từng câu một. Đầu tiên cô giáo là chạy từ 1 đến N cho K, chỉ từ 1. 1. Và cô giáo sẽ lặp theo cái chiều dài, lặp theo cái length của con vật này. Đây đây đây, chúng ta cùng nhau làm nhé, length của con vật. Được chưa? Và mỗi một con như vậy, cô giáo sẽ hỏi đây là con gì nhé, mỗi ca cô giáo sẽ hỏi đây là con gì và chúng ta phải trả lời. Đây cô giáo sẽ hỏi đây là con gì, đây là con gì. Và trước khi hỏi thì cô giáo sẽ gửi và học sinh sẽ trả lời vào nhập vào từ bàn phím và đưa vào biến nhớ đặt tên là input nhé, input. Và học sinh sẽ nhập input ở đây. Input là nhập vào là gì? Input nhập vào là answer ở đây. Nhưng mà để cho nhìn rõ ở đây thì làm sao, thì như sau, thì giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp cho con vật này. Con vật đã hiện đúng con vật đó, thì ở đây giáo viên sẽ gửi một thông điệp. Gửi một thông điệp là show và hiện lên đi show. Thì khi giáo viên gửi thông điệp là show trước khi hỏi như này đấy, thì con vật này là sao phải đặt hiện lên theo đúng cái từ là ca nhá. Đây con vật này và con này nhá, khi mà bắt đầu chạy chương trình thì nó ẩn đi, nó sẽ ẩn đi. Nhưng khi mà hiện thông tin là gì, khi mà nhận thông điệp show thì nó sẽ hiện ra, và nó hiện ra và nó chuyển trang phục đến vị trí thứ K, thứ đúng con vật mà chúng ta đang quan tâm, chuyển vị trí đến con vật thứ K đó, chuyển đến con thứ K. Và khi đó thì cô giáo chỉ việc hỏi thôi, chỉ việc cô giáo hỏi. Và đây nhé, đây này, thông điệp gửi thông điệp show là xong, hỏi đây là con gì, học sinh sẽ trả lời và input, và cô giáo sẽ so sánh input với tên con vật nhé. Đây cô giáo sẽ so sánh bằng cái lệnh này đó. Nếu không trả lời đúng, nếu mà cái input thế này bằng tên con vật, đây chúng ta quay lại đây nhé, bằng item, đây bằng cái con vật thứ K, đấy, thì cô giáo sẽ nói là đúng rồi, giỏi lắm,
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì cô giáo nói là sai rồi. Sai. Sai rồi. Đấy, và đây xong xong một phần tử thứ ca nhé. Sau đó thì học sinh chúng ta sẽ tăng ca lên một đơn vị trên ca. Trên ca vai 1 để ở đây này. Đấy. Thì như vậy là sau đúng vào 5 lượt thì học sinh sẽ trả lời xong nhé. Và cô giáo sẽ nói là chúc mừng. Cô giáo nói là chúc mừng em đã hoàn thành. Bài này chưa thí điểm nhé. À, cứ làm sao nào. Chúc mừng em. Rồi. Chúng ta làm thử bài này nhé, xem như nào nhé. Thì chúng ta nhớ lại cái học con vật nó theo đúng từ này này, đúng từ là mèo này, chuột này, con cua này, con chó này, con voi nhé. Chúng ta bây chúng ta chạy thử nhé. Đây. Con to chưa? Chạy này. Các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức này. Đây là con gì? Chúng ta trả lời là con mèo. Đó là đúng rồi. Sửa tôi viết là sai nhé. Sửa tôi viết đây là con gà. Thì máy cô giáo sẽ nói là sai rồi. Xong bài tiếp theo. Con gì? Chúng ta gọi là con cua. Con cua. Đúng rồi. Con gì? Con chó. Con chó. Đây là con gì? Đây là con voi. Được chưa? Thế các bạn thấy như đây là một cái bài tập mà gì? Một cái bài tập mà chúng ta sẽ... đây, cô giáo là sinh dữ liệu của chúng ta nằm trong cái con voi, nhập con voi và dữ liệu của chúng ta nằm trong cái bảng là bảng con vật này, cái con vật nhé. Và như vậy là chúng ta sẽ cô giáo hỏi là tôi có nhất đến cái đứa con thứ năm, đứa con cuối cùng của con vật này. Và của chúng ta là nó là cái bảng này này, là cái bảng này đó. Bằng này nhé. Thế bây giờ là đây là cái bài tập mà ban đầu nhé. Thế bây giờ bài này thì muốn là cho nó hay hơn ấy thì thầy muốn là cô giáo sẽ hỏi theo thứ tự ngẫu nhiên, không phải theo thứ tự là từ đầu 1 đến 5. Thế làm được không? Hoàn toàn làm được. Bây giờ thầy sẽ quay lại nhé. Chúng ta sẽ dùng cái thuật toán là sinh ngẫu nhiên hoán vị của cái tập con vật hay không tập là thứ tự từ 1 đến 5. Để các bạn thấy là nó rất là hay. Chúng ta làm thử nhé. Bài này chúng ta thấy là rất rất là hay. Bây giờ như sau này. Bây giờ trước khi mà giáo viên hỏi thì giáo viên sẽ làm cái việc là chúng ta giáo viên sẽ sinh cái dãy A từ 1 đến len của con vật. Sau đó giáo viên sẽ hoán vị con vật đây đi. Được chưa? Giờ chúng ta làm nhé. Bây giờ chúng ta làm cùng nhau làm bài loại lúc nãy đấy. Chúng ta làm thật nhanh nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái là sinh dãy rất là nhanh. Sinh dễ nha. Mà đây là N. Làm thật nhanh cho các bạn thấy nhé. Và chúng ta tạo một cái dãy nữa là tiếng là A. Dãy này dùng để sinh hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến N. Được chưa? Đây, sinh dãy nhé. Thì như sau này. Chúng ta sẽ sinh dãy A từ 1 đến N. Chúng ta sẽ đầu tiên xóa A đi này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ xét ca bằng 1. Xét ca bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ lập theo cái len, theo độ dài của cái gì? Theo cái độ dài của cái của A là của con vật. Con vật là cái phần dãy các con vật của chúng ta đấy nhé. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung K vào A. Bổ sung K vào A. Nhá. Chúng ta trên K vai 1. Thì đây cái lệnh này này. Cái lệnh này này là cái lệnh mà là cái nhóm lệnh là gì? Là cái nhóm lệnh là sinh ra dãy A từ 1 đến độ dài của con vật. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp tục một thủ tục thứ hai nữa là
Đây đúng vậy nhé. Thì thành ra lại hoàn bị cho đơn giản. Để hoàn bị ở chỗ này nhé. Đấy. Nhắc lại này, chúng ta dùng hai biến nhớ là G và K. Chúng ta sẽ bài cái lưỡi, chúng ta bài cái lưỡi là G và K. Hoàn bị của A đấy nhé. Đây này. Đấy. Thì đầu tiên thầy để cho G bằng 1. Chúng ta nhớ lại một chút cái lúc nãy nhé. 1 này. Sau đó chúng ta sẽ lập lập theo cái độ dài của A, lập theo cái độ dài của A trừ 1. Đây, len của A cho G chạy từ từ 1 đến N, từ 1 G 1 từ đến N trừ 1. Với mỗi G thì chúng ta sẽ xét K. Xét K. Đây là trong dưới nhé. Cho lên trên để ra dễ nhìn. Đấy. Xét K là cái gì? Xét K là một cái một số ngẫu nhiên từ C cộng 1. Vì là gì cũng được, thì gì cũng mua. Đến đâu? Đến, thậm chí đây là từ gì cũng được. Thế cái này các bạn không quan trọng lắm. Từ gì đến đến len của A. Đấy. Sau đó là đổi chỗ. Chúng ta phải tạo ra một cái mẫu nhớ nữa đây cho nó dễ nhé. Xem. G. K. Lại chút xoẹp chi ta, sau đó là trên g phải một. Đó, thì đây là thủ tục hoán vị nhá, hoán vị. Còn đây chính là cái swap, chúng ta phải tạo biến nhớ lại trung gian, hơi mất thời gian một chút, phải làm lại hết tất cả các bước này, không sao cả. Các bạn làm sao nó nhớ thôi. Đầu tiên là trung gian. Trung gian thì gán là AG. AG. Tiếp theo là replace 2 lần. Lần thứ nhất là gán AG với AK. Lần thứ hai là gắn AK với trung gian. Này, replace. Lần thứ nhất là những trung gian này, là G này. G gắn vào K, K gắn vào trung gian đây. Đúng không? Chỗ này đúng rồi. Chỗ này có hoán vị này cũng đúng rồi nhé. Bây giờ chạy sang đây này. Đó, vì cái này này sẽ là như thế nào? Đây 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 cái này sẽ là như thế này chưa đâu, đi vào đây này, đi xuống dưới này nhé. Đấy, thì giáo viên trước khi mà làm này, giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên sẽ sinh dãy, sinh dãy, giáo viên sẽ sinh dãy với độ dài của con vật. À, không cần, xin lỗi, xin lỗi. Dãy cái dãy này không không cần. Không cần cái N kia. Không cần. Xin dãy thôi. Xin dãy này. Nha. Xin dãy trong là chúng ta sẽ hoán vị. Như vậy là sau này này thì là A là hoán vị từ 1 đến đến độ dài của con vật đấy rồi. Thì thầy sửa lại như sau nhé. Đây đây, sửa lại một chút. Chúng ta sửa một chút thôi. Đấy. Thì chỗ này không phải là K nữa. Mà chỗ này sẽ là AK. Chỗ này này, đấy, chỗ này không phải là K, chỗ này chính là AK, thì sửa một chút thôi, rất đơn giản. Chúng ta sửa một chút thì chỗ này sẽ không phải là K nữa. Đây, là phần tử thứ AK, vì AK nó là một đơn vị, AK vào đây. Đấy, AK vào đây. Và bên này, chỗ này không phải là K, mà chỗ này chính là AK. Làm nhanh lắm chỗ này. Đó là ý nghĩa của cái hoán vị. Nhé, bây giờ quay lại, chứ còn mọi người, đây. Nhưng mà đây chính là cái đoạn chương trình chính này.
Bài này hơi hơi khó một tí đúng không? Đây này, đây này, đấy. Đây, chỉ khác nhau mà mỗi lần ta xin dạy xin hoán vị nhé, và đổi cho là item K, vì K là một hoán vị. A là một hoán vị từ 1 đến N. N là con vật ở đây. Cho nên là thay nó sẽ phần mềm nó sẽ ra con vật là một cách ngẫu nhiên chứ không phải từ không phải từ 1 đến N. Thay thử nhé. Đây này, từ đầu này. Thay con chuột ra này. Nhá, chúng ta gọi con chuột này. Con chuột. Đấy, vẫn đúng rồi nhé. Đấy. Con cua. Con cua. Đúng rồi. Con mèo. Vì thường gọi là con chó sẽ báo sai. Sai rồi. Con voi. Đúng rồi. Con chó. Đấy, đúng rồi nhé. Đó, thì vậy các bạn thấy là ở đây hôm nay chúng ta làm một cái bài tập mà là một thuật toán trên dãy là sinh học của dãy mà chúng ta áp dụng ngay một tập thực tế ở đây. Thầy sẽ ghi cái bài này lại, đây, nhớ lại, kiểm tra kiến thức. Rồi, chúng ta nghỉ nhé, hôm nay học hơi muộn quá nhá. Ai học bài hỏi gì không? À, nhìn các bạn coi như là không được ấy sao nhỉ? Bạn không nói được hay sao nhỉ? Chết rồi. Nghỉ tôi để chế độ. Rồi các bạn ơi, các bạn có nói gì? Coi nhá. Thầy. Chào. Em chào thầy. Thầy ơi. Đây hoán vị đây. Thầy cho em lại em lại lại bệnh nào đây nhé, đó chúng ta nghỉ nhé. À, thầy sẽ lưu ghi video lại các bạn xem trở lại nhé. Kéo xuống đi. Đây. Em chào thầy ạ. À. Dạ em chào thầy. Chào các bạn nhá. Em chào thầy nha. Bye.